sách hôm nay. Làm giải đi và đi viên trong bài. Thì bác học anh chia sẻ với em rồi đó. Thì hai cái bài cũng sẽ học tập tại khu dưới ga sẽ học gì? Ở nhà nha. Rồi đem đi học ở nhà một bài nữa học ở bên thành phố. Và đang nói dẫn sư đi. Bên đây. Tế bào ga nha. Lớp. Cái này chỉ có hỏi là hỏi là cái thứ nhất cái
mình rồi đó. Và cái tiếp theo là nếu mà hỏi thì chỉ câu hỏi thấy anh đã đọc lại rồi đó. Trong hội nghị cụ thể trong thì đâu, chủ yếu chỉ hỏi chính trị với trong thì có vấn đề gì thôi, thì mình nói chung luôn. Để trong đó thì chúng ta tăng sinh với bọn sợi, tăng sinh bọn táo nữa. Ha, có mình chỉ sẽ nói chung là đang ha, táo nói chung. Rồi, mình không. Rồi, cái này mì nè, tóc bùi nha. Ha, cái bạn này mì nè, cái này là tóc bùi á, tóc bùi. Thằng hai có tóc bùi vậy ha. Tốt rồi, chủ yếu là mình tăng sinh cái sắc tố melanin thôi nha. Nhưng mà mình học cái demi trong bì là nó vậy, cái tốt rồi mà lành tính nha. Tại nhiều trường hợp tốt rồi nó có học là quá ác nha, nhưng mình học demi như là nó học nó vậy lành tính. Các anh nhìn vô thì mình thấy được cái cấu trúc da đúng không, mình thấy cái làm da như cái làm này đặc biệt hơn nha. Nó đã là cái làm mình học trước đó là mình học cái làm viêm da mạng, còn nhớ không? Viêm da mạng mình nhớ có chất da, cái này thâm nhập nhiều tế bào liên cầu vào bắt màu tím lắm ha. Rồi ở đây thì mình muốn bắt gặp được cái có chất gì da nhưng đặc biệt là thấy ở đây là nó nhiều cái tế bào nó bắt màu đậm ha, màu đậm đó là những tế bào liên ly. Xe kẻ dưới này nha, mình bình thường mình có sắc tố melanin nha, là bình thường ở da là có, ở dưới này nha, có thể nhận cái mặt hạ bì có những cái sắc tố melanin bình thường nha em, nhưng ở đây là đốt rồi cho nên là nó sẽ hình thành những cái tế bào liên ly nha, tế bào sắc tố thôi, nhưng mà nó sẽ to thôi, cái chút nó to, bắt đầu đậm, bắt đầu đây, bắt đầu đậm nha. Khi mình phóng to lên thì nó sẽ là tập hợp nhiều tế bào nha, có thể thành bầu dục nha. Đây, đây là tập hợp rất là nhiều tế bào mini nha, đây là tế bào mini nha, nó là bầu dục nha, bắt đầu đậm thôi, phải có một tiếng thôi nha, bắt đầu đường và bắt đầu đen hơn đó nha, rất là nhiều tế bào mini. Miêu là một cái nhận diện được bệnh nha, bệnh thì dễ nha, là nó cao cái bệnh này rất là dễ nhìn vô là những cái la mà biết được bệnh đó thôi nha. Thì bệnh thì mình sẽ nói là nên đi trong bì ha, tại vì bài TV mình chỉ học có một bài ở da thôi. Cái thứ hai là mình đã nhận diện được tế bào TV nha, nếu mà không to lên là chỉ tế bào TV thì nhận diện được rồi, nó là bầu dục ha, còn nó bắt đầu rất là động, thậm chí trên cái vật tiếng bồi khác mình nhìn vô còn rõ hết á, đúng không, chỉ là con to lên không, con to lên rất là rõ ha. Chỉ điểm này nguyên cái này là tế bào TV bắt đầu gặp các sản phẩm mà nói là mình đã nắm được rồi, cái tế bào tố, tế bào tố bình thường ở da đó em, thường là nó sẽ dài giác nó nằm ở phía dưới này ha, tích nước nó còn bắt đầu đậm nhưng nó nhỏ hơn ha. Nhưng mà trong cái cua này mình không có yêu cầu cho em, mục tiêu là có, mình sẽ coi á, mình coi, nhưng mà khi có nam á, mình không có thi chất sắc tố. Rồi, tiếp theo là mình đặt á, mình đặt tiếng. Mình nghe cái tên này cũng nói là mình đặt chất này nha, u sợi thì nó sẽ tăng, phóng sợi, nếu mà sợi nó tăng tới chất phóng tuyến vú, ha. Nè, có cái tuyến vú, mình thấy nè, có rất là nhiều ống ống tiếng nha, ống tiếng sữa nè, ha. Và rất là nhiều cái tế bào. Chẳng cần à. Nhìn quen ta. Đây, đây là một cái ống, ống tiếng của vú nha. Chúng ống tiếng bình thường nha. Đây, nha. Mình thấy là, này là cái ống tiếng nha. Các cái biểu hồn trụ nó xếp nhập được gì đâu tiếp theo ha, tạo thành một cái con tim. Thì về đại thể thì mình cắt ra đã tới cái u nó ha, cái mà nó giới hạn rất là rõ ha, nó di động dễ. Đây là khi mình khám cái lâm sàng của tình huống hướng rồi, đó là không có là ung lành hay là ung thư ha, mình nên khám cái mật độ là chắc hay không ha, nó di động được không, tại vì đa số những cái ung lành mà nó di động được tốt ha, mật độ cũng chắc. Tại những ung thư đó thì tại vì nó sẽ biểu quá những tế bào bất thường cho nên nó sẽ dày dính nha, cho nên nó sẽ khó có di động được, cho nên đa số người ta lâm sàng cũng phát hiện được có thể là u lành một phần nữa. Đây mình thấy rất là nhiều cái ống tiếng đúng không, ống tiếng này nó tăng sinh rồi đó nha, tăng sinh cho nên mình thấy rất là nhiều nha. Xem kẻ ở đây là một cái hồ
cái âm tiếng này nè, nó sẽ bị những cái tế bào sỏi đó nó tăng lên nhiều, nó sẽ ép dẹp các âm tiếng này lại, nhiều lúc mình sẽ thấy nhiều cái âm tiếng đúng không? Dẹp lại nhiều lúc nè. Đó, đang có một cái âm tiếng mình sẽ thấy dẹp lại, tên nhẹ với nó là các cái tế bào sỏi. Cho nên hiện nay mình phải nhận về cái thứ nhất, cái trong cái bốn này có thể người em sẽ nhầm lẫn với bài là này tiếng giáp, tại vì tiếng giáp nữa đây sẽ học có cái cấu trúc giống giống như là như nó khác nha, nó không phải cấu trúc tại tiếng gì nữa. Có một bài là ở tiếng giáp mình sẽ học cũng có cái cấu trúc giống như vậy nhưng là khác, cho nên bây giờ mình để ý đi. Chứ còn lại tất cả các bài còn lại mình đều học có liên quan tới thôi, các bạn này mình chủ yếu tập trung vào bệnh và tập trung về các cái môn được thông tin.